rồi đã u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế nương. Tiễn đưa người quên đuôi đôi quên cả tình. Thank you.
tiêu chuẩn phòng hát chưa đại ca? Được. Cái này mic này là nó... Kính thưa quý vị, alo, à, vừa rồi là buổi thử mic tại showroom âm thanh Văn Lộc. À, bây giờ là em sẽ chính thức bàn giao mic này cho bác Tiến, lái xe taxi của tập đoàn Thành Công. Hả? Có rồi chứ. Mua quả hai quả này à? À không, quả này không, quả này của anh khác. Sao bàn giao? Xin chào. Nó nói, nó nói. Nó bàn...